Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 2 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Tuệ sĩ Viên Ngọc Quý, Thích Tâm Hòa. Năm 1975, khi cuộc chiến hai miền Nam Bắc chấm dứt, cụ Đào Duy Anh, một học giả từ ngoài Bắc lần đầu vào Nam, lên viếng chùa Hải Đức, Nha Trang, đồng thời, xin bái kiến, sư cụ Tuệ Sĩ, người mà cụ từng ngưỡng mộ qua tác phẩm Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng. Tác phẩm này do Ca Dao xuất bản vào năm 1973. Sở dĩ cụ Đào Duy Anh hình dung nhà sư Tuệ Sĩ là, sư cụ, là vì theo phương ngữ người Bắc, đó là cách xưng hô dành cho các vị sư cao tuổi. Khi đọc tác phẩm Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng, cụ cứ ngỡ đây là một tác phẩm của một nhà sư đạo mạo, tuổi tác đã cao. Nhưng khi trực tiếp bái kiến thì cụ mới ngỡ ngàng, hóa ra tác giả của tác phẩm văn chương ấy lại là một vị sư trẻ tuổi. Lúc bấy giờ tác giả chỉ trạc tuổi 30, từ sự ngưỡng mộ trước đây qua tác phẩm văn chương, bây giờ sau cuộc đàm đạo ngắn ngủi, cụ lại thêm phần kính phục và phải thốt lên, sư bác chính là viên ngọc quý của nền văn học Phật giáo Việt Nam. Vâng. Người chính là viên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam đương đại. Người đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam vô số những tác phẩm Phật học, thi ca, liễn, đối cả Hán ngữ và Việt ngữ. Khi vận nước ngửa nghiêng, người cũng lênh đênh thăng trầm theo vận nước, không ít lần người đã từng bị vùi dập bởi thế đạo nhân tâm nhưng, thủy chung chất ngọc trong người vẫn luôn ngời sáng. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, ngộ ấn thiền sư. Tuệ Sĩ và Tăng Triệu, một cao đồ của ngài Cư Ma La Thập, hai người sao có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ. Năm xưa, Tăng Triệu đã từng viết về tánh không và chú giải Duy Ma Cật. Người cũng viết về tánh không, và cũng chú giải Duy Ma Cật. Tăng Triệu đối diện máy chém, người cũng đã một lần nhận án tử hình. Tăng Triệu, khi đối diện với máy chém đã khẳng khái nói lên bài kệ bất hủ. Tứ đại nguyên vô chủ, ngũ uẩn bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, do tợ trảm xuân phong. Dịch. Tứ đại vốn không chủ ngũ uẩn cũng là không đưa đầu nhận kiếm bén giống như chém gió xuân. Người cũng thể hiện đức vô úy, không nao núng, khiếp sợ khi nhận lãnh bản án tử hình, hay còn biểu hiện phong thái ung dung, tự tại khi thân ngọc bị giam hãm trong vòng lao lý. Ngã cư không xứ nhất trùng thiên, ngã giới hư vô chân cát thiền, vô vật, vô nhân, vô thẩm sự. Tỏa quan thiên nữ tán hoa miên. Chú thích mở ngoặc trích biệt cấm phòng, phòng biệt giam trong tác phẩm Ngục Trung Mị Ngữ Tuệ Sĩ. Đóng ngoặc. Dịch. Ta ở trời không vô biên xứ. Cảnh giới hư vô thật rất thiền. Không vật không người không lắm chuyện. Ngồi xem hoa giải bởi chư tiên. Viên Ngọc Quý, Thích Tuệ Sĩ trong những năm tháng gần đây dù thân mang trọng bệnh nhưng không từ nan bất cứ trọng nhiệm nào của giáo hội giao phó, ủy thác. Khâm thừa ấn tín để cho, đạo mạch trường lưu. Đảm nhận vai trò lãnh đạo để giáo hội sống còn. Chiến thắng từng cơn đau do thân bệnh hoành hành, người vẫn miệt mài với công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, tiếp tục công trình còn dang dở của tiền nhân. Người là một trong hai vị còn sót lại trong số 18 thành viên hội đồng phiên dịch do Viện Tăng Thống thành lập vào năm 1973. Có thể nói, công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam là công trình tâm huyết, là hoài bão lớn nhất của người. Ngày ra mắt phần một giai đoạn một của Thanh Văn Tạng, qua màn ảnh nhỏ, trông ánh mắt của người dạng người niềm hoan hỷ vô biên. Được biết sức khỏe của người hiện nay đang trong tình trạng nguy kịch, như ngọn đèn trước gió. Nhưng vẫn luôn tin tưởng ở sự kiên định của người và cầu nguyện cho người được sống lâu hơn nữa bởi, công trình phiên dịch chỉ vừa mới bắt đầu, phía trước còn muôn vàn khó khăn. Nếu một mai người về cõi Phật, xin người đừng quên lời nguyện trước đây, sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở. Khể thủ, hậu học tỳ kheo Tâm Hòa, Ôn Tuệ Sĩ, bậc thạch trụ thiền gia, Thích Nguyên Tạng. Ôn Tuệ Sĩ là một bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng pháp lợi sinh.
từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm. Ngài được đặc cách bổ nhiệm là giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là chủ bút của tạp chí Tư tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, văn học, triết học, thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo, nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như Atidatma Câu Xá Luật, chọn bộ 5 tập các tông phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, vân vân. Cuối năm 1998, sau 14 năm trong chốn lao tù, ôn về tịnh dưỡng tại đồi trại Thủy Hải Đức Nha Trang, lúc đó người viết bắt đầu xây dựng trang nhà Quảng Đức để phổ biến giáo lý, và người viết có duyên liên lạc với ôn qua email từ đó. Tác phẩm đầu tiên ôn gửi tặng trang nhà. Tác giả cùng hai học giả Chris Đăng, người Úc và T.S. Robert Topmuller, người Mỹ, ngồi cạnh ôn đến thăm ôn tuệ sĩ tại tu viện Quảng Hương Già Lam cuối năm 2002. Ảnh Quảng Đức.com. Quảng Đức là Piano Sonata 14. Chú thích mở ngoặc Piano Sonata 14. Thích tuệ sĩ, HTTPS, Quảng Đức.com P157A48839 Piano Sonata trừ 14 đóng ngoặc. Tiếp đó người viết và thầy viện chủ tu viện Quảng Đức Thích Tâm Phương đã email xin ôn cho hai câu đối về tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, ôn đã hoan hỉ gửi cho ngay vào ngày hôm sau. Quảng Mạc Thiên Hoang Cố Lý, Nhi Phế Hưng Cảnh Tàu Kinh Đào, Phiến Diệp Phù Nang, Quải Nạp Đằng La Thử Ngạn. Đức Hành Thế Khoát Tham Phương, Tỷ Chiêu Lộ Hàm Huy Diệu Cảnh, Không Hoa Thủy Nguyệt, Huyền Hà Bích Lạc Thần Châu. Ôn dịch nghĩa. Trốn cũ dặm dài man mác, bởi Phế Hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nan, vá áo chép kinh đất khách. Đức tu mấy bước mù xa. Tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, hoa trời trăng nước, ngân hà rằng rạc quê cha. Câu đối này hiện được trang trọng tôn chí tại tổ đường tu viện Quảng Đức, Úc Châu. Cho dù hai câu đối ngắn nhưng ôn tuệ sĩ đã gửi gắm trọn vẹn bức thông điệp của mình đối với hàng tăng, ni, Phật tử Việt Nam ở hải ngoại, cho dù thân đang sống trên những xứ sở Tây phương hiện đại, đầy đủ xa hoa vật chất, nhưng mong rằng tất cả mọi hành giả nên an bần thủ đạo, thiểu dục chi túc. Vá áo chép kinh trên đất khách và nhất là canh cánh bên lòng mình còn có một quê cha đất tổ bên kia bờ đại dương. Cũng trong ý tưởng đó, ôn cũng đã viết tặng cho chùa Pháp Vân bên Toronto, Canada, do Hòa Thượng Tâm Hòa trụ trì câu đối được khắc trên điện Phật. Pháp trụ thiên hàn cực địa, không hoa như tuyết tỏa thiền quinh, sinh tử diêu trình, kỷ hứa mộng hồi cố lý. Vân hành sắc một phù âu, mộ ảnh ngưng yên tham vãn khóa, bái ngâm trường dạ. Hữu thời thanh đoạn Hồng Châu. Ôn dịch nghĩa. Cực thiên bắc, tuyết dồn lữ thứ, sắc không muôn dặm hoa vàng, heo hút đường về, non nước 4.000 năm, soi nguồn đạo Pháp. Tận Hồng Châu, chuông lắng đổi thông, bao ảnh mấy trùng xương đẫm, mênh mông sóng cuộn, dòng đời quanh chín khúc dọi bóng phủ vân. Nhớ lại, vào chiều ngày Chủ nhật, 2 năm 2003, người viết bay từ Melbourne lên Sydney tham dự buổi phát hành thi phẩm Giấc Mơ Trường Sơn của ôn tuệ sĩ, được long trọng tổ chức tại trung tâm tiếp tân Crystal Palace, Canley 2, tiểu bang NSW, Úc Châu. Lễ ra mắt thi phẩm do hai đệ tử của ôn tuệ sĩ tổ chức, luật sư Quảng Tường Lưu Tường Quang, giám đốc hệ thống phát thanh đài SBS, cô Quảng Anh Ngọc Hân, trưởng ban Việt ngữ, SBS Radio, có hơn 500 đồng hương đến tham dự và ủng hộ. Hôm ấy người viết đã phát biểu cảm tưởng. Giấc Mơ Trường Sơn của ôn tuệ sĩ đã ra đời trong một bối cảnh đất nước không như ý, nhưng người nghệ sĩ, thi sĩ, thiền sư, mang tâm hồn vượt thoát, không bị trở ngại bởi không gian, thời gian, hoàn cảnh, con người và ý thức. Giấc Mơ Trường Sơn đã phôi thai từ những rừng thiêng, nước độc, nơi những con người bị vứt bỏ, lãng quên, sống vất vưởng cho qua ngày, đoạn tháng, như tác giả đã tự bạch, phút vội vã bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Tuy nhiên từ nơi đó, phát tiết ra những vần thơ chắc tuyệt, tình chung không trả thù người, khuất thân cho trọn một đời luân lưu. Xét cho cùng, tác giả đã làm những gì có thể với khả năng có được trong giai đoạn điêu linh của xứ sở, và tất nhiên Giấc Mơ Trường Sơn là niềm ước mơ, kỳ vọng cho đất nước sớm tỏa rạng ánh bình minh, chân trời sụp ngàn cây bóng rũ, cổng luân hồi mở rộng bình minh. Ôn là đệ tử xuất gia của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Thủ, được sư phụ ban cho pháp danh là Nguyên Chứng. Cùng với Hòa Thượng Đỗng Minh, ôn đã theo học luật riêng với sư phụ Chí Thủ dòng giã 3 năm dài và kết quả chính bản thân ôn đã ghi chép và biên tập thành sách,
Đàm Vô Đức bộ tứ phần luật tỳ kheo giới bổn hiệp chú. Đó là công trình tim óc một đời của Hòa Thượng Trí Thủ để lại cho đời sau, với sự đóng góp công sức và tâm huyết không nhỏ của Ôn Tuệ Sĩ. Ôn kể rằng Hòa Thượng Trí Thủ thường hay nhắc nhở hàng đệ tử về quan điểm áp dụng giới luật, luật để nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối, không phải để dẫm đạp những người đã té ngã, khiến cho vĩnh viễn đọa lạc cũng vậy, người yếu đuối nên thường dễ phạm giới. Do tinh thần yếu đuối, nếu xử trị nặng, người ấy bất kham có thể dẫn đến đọa lạc. Với người ý chí kiên cường, việc xử trị nặng là tôi luyện cho ý chí được bền chắc hơn. Ở đời đi dạy học, nếu dạy sai một vài bài toán, thì khổ lắm cũng chỉ trong một đời người thôi. Nhưng hướng dẫn người sai lạc, khiến người ta muôn kiếp đọa lạc, thì tội của mình không phải là nhỏ. Làm thầy độ người, phải cẩn thận. Trong suốt đời chuyên trách giáo dục đào tạo tăng tài, Hòa Thượng cũng đã bao che cho nhiều học tăng phạm kỷ luật, theo lẽ phải bị trục xuất. Những vị ấy về sau lại trở nên tinh tấn, giới hạnh thanh khiết. Hòa Thượng nói, giới luật để uốn nắn người xấu thành người tốt, chứ không phải chỉ để trừng trị. Ôn Tuệ Sĩ nhớ lại sự kiện khó khăn trong đời của sư phụ Trí Thủ, năm đó, là năm mà Hòa Thượng bị đặt trước một quyết định sinh tử, không chỉ quyết định vinh nhục của bản thân, mà quyết định liên hệ đến vinh nhục, tồn vong của đạo Pháp. Đó là quyết định mà người xưa nói, hoặc lưu phương thiên cổ, hoặc di sú vạn niên. Hành xử của bậc trưởng phu xuất thế, bằng tâm lượng nhỏ nhoi của người thường, đủ thiếu vào đâu mà đàm tiếu, khen chê. Chi nhị trùng hà chi chi, mượn lời Trang Tử để nói vậy, hai con sâu con ấy mà biết gì. Làm sao hai con chim sẻ nhỏ kia mà biết được chí con đại bàng vỗ cánh trên bầu trời vạn dặm kia. Với đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Mật Hiền, vị giám luật thuộc Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Ôn Tuệ Sĩ đã viết, trách nhiệm của Ngài giám luật là duy trì giềng mối và sách tấn việc hành trì giới luật của toàn thể tăng già Việt Nam, không phân biệt hệ phái. Trong cương vị đó, nhân cách của Ngài giám luật không chỉ đơn giản biểu lộ đức tu trì của cá nhân Ngài, mà phản ảnh cụ thể tinh thần sinh hoạt của toàn thể tăng già Việt Nam, trong một thời điểm nhất định. Sự hiện diện của Ngài có khi hữu hành, có khi vô hành, như cổ thụ trong rừng già, có khi đứng mà chịu giông bão để che chở những cây con, cũng có khi chỉ đứng chơ vơ đó. Nhưng sự hiện diện ấy, dù trong tình trạng hay hoàn cảnh nào, chính do sự hiện diện ấy mà khu rừng được kính trọng gọi là rừng già. Đó là nói chung về uy đức của Ngài giám luật đối với toàn thể tăng trong toàn quốc. Riêng trong một địa phương cá biệt, như Thừa Thiên Huế là nơi sinh trưởng và hành đạo của Ngài, sự hiện diện gần gũi ấy đã ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt thiền môn một thời. Không chỉ dừng lại ở một thời, mà ngay cả khi thời thế thay đổi, nhân tâm ly tán, tăng già có nguy cơ tan rã dưới sức ép đa dạng của xã hội, hình ảnh của Ngài trong quá khứ vẫn hiện diện vô hành đủ uy đức để duy trì giềng mối tăng luân, mặc dù có thể hầu hết tăng ni thế hệ hiện tại ở Huế khó có thể mường tượng được phong thái vừa nghiêm khắc vừa tự ái của Ngài giám luật trong quá khứ như thế nào. Thế hệ trưởng thành của chúng tôi trong hiện tại, dù trực tiếp hay gián tiếp tiếp nhận được sự giáo huấn giới luật của Ngài, vẫn cảm nhận một cách cụ thể ấn tượng được che chở bởi thành trì giới luật mà chính Ngài giám luật là vị tướng quân đứng chấn giữ suốt trong những thời kỳ nhiễu nhương của đất nước và của đạo Pháp. Tất cả chúng tôi, bất kể hiện đang đứng ở đâu trong hàng ngũ tăng già, đều có chung ấn tượng như vậy. Và rồi, sự biến Lương Sơn, theo sau Đại hội Bất Thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tổ chức ngày 01/10/2003, tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định. Với sự tham dự đông đảo của chư tăng đại diện các tỉnh với sự thỉnh cử 41 hòa thượng, thượng tọa vào hai viện tăng thống và viện hóa đạo. Tiếp đó, chính thức một đại hội bất thường và lễ suy tôn đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị đệ tứ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, được tổ chức tại Tu viện Quảng Đức trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2003, quy tụ 134 chư tôn đức khắp nơi trên thế giới tham dự. Đại hội này đưa ra kế hoạch chấn chỉnh cơ cấu điều hành của các cấp giáo hội hải ngoại để nhịp nhàng hòa hài với giáo hội mẹ tại quê nhà. Vận mạng Ôn Tuệ Sĩ gắn liền với đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong giai đoạn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ đó cho đến nay. Về tình trạng pháp lý và sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà, Ôn Tuệ Sĩ đã nói, gần 3 thập kỷ nay, nhà nước đã sử dụng tối đa bạo lực chuyên chính vô sản để triệt hạ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, toàn bộ cơ sở của giáo hội bị chiếm dụng, các vị lãnh đạo, người thì chết trong tù, người thì bị tù đày ròng rã. Giáo hội ấy nếu còn tồn tại,
thì còn khả năng để đe dọa sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam nên phải vận dụng các sách lược tưởng chừng như đối đầu với kẻ thù nào đó vô cùng nguy hiểm. Không những thế, giáo hội ấy được nhiều cán bộ cao cấp của nhà nước tuyên bố là không còn tồn tại, hoặc không hợp pháp để tồn tại. Nhà nước sợ gì một tổ chức bất hợp pháp, để phải vận dụng ngần ấy bộ, ban ngành, đối phó với một chuyến xe khách. Tất phải có nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Rất nhiều người hiểu rõ nguyên nhân sâu xa ấy. Với tình hình biến chuyển như trên, mọi sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dường như bị ngưng trệ. Ôn Tuệ Sĩ chỉ còn biết gửi gắm niềm tin cho Tăng Ni Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng Ôn không khỏi lo âu, chăn trở vì xã hội phương Tây có quá nhiều cám dỗ, nên thông qua các đạo từ. Ôn đã ân cần nhắc nhở chúng xuất gia đệ tử phải luôn thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, để soi sáng tâm tư, bước đi không lạc lối, để không bị đắm nhiễm trong danh văn và lợi dưỡng, những cặn bã hư ảo dư thừa mà quyền lực thế tục ban cho. Khởi đi từ nhu cầu cấp bách của sinh hoạt Tăng, Ni thuộc Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, trong bối cảnh lịch sử hiện tại này, Tăng Ni cần có một sinh hoạt Tăng đoàn hòa hợp, tương kính, tương lân và mở rộng, không phân biệt giáo hội, pháp phái, tông môn, để hỗ trợ nhau nhiều mặt trong sứ mạng, trụ pháp vương gia, chỉ như lai tạng nhằm mang lại lợi lạc bản thân, tăng đoàn và góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này. Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không thể không đặt trên nền tảng bản thể hòa hợp và thanh tịnh của tăng đoàn, vì tăng đoàn là cội nguồn lưu xuất cho mọi sinh hoạt của đời sống người xuất gia qua phương châm, hoằng pháp là sự nghiệp, lợi sanh là lẽ sống. Trên tinh thần này, chư tôn đức thuộc bốn châu gồm Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã quyết định thành lập tổ chức lấy tên là Tăng, Ni Việt Nam hải ngoại, nhằm quy tụ và kết nối sinh hoạt của Tăng, Ni Việt Nam ở khắp các châu lục. Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm hay hai năm một lần, Tăng, Ni Việt Nam hải ngoại tổ chức lễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư để Tăng, Ni nhiều thế hệ thuộc các giáo hội, tông môn, pháp phái, có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm hiệp kỵ chung, nhằm khắc ghi và tán thán công đức truyền bá và bảo vệ đạo pháp của chư vị tổ sư tiền bối. Trong dịp lễ này, cũng là nhân duyên đoàn tụ cho Tăng, Ni Việt Nam khắp nơi trong bối cảnh ly hương, sống xa thầy tổ, có cơ hội ngồi lại với nhau trong thâm tình pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo, trình bày và chia sẻ những tăng sự cần thiết. Từ đó đến nay, lễ hiệp kỵ, ngày về nguồn, đã được luân phiên tổ chức tại các nơi như Canada, Hoa Kỳ, Đức Quốc, Pháp Quốc, Úc Châu. Lễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư, ngày về nguồn lần thứ 12, năm 2022, tại tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu với hơn 100 tăng ni khắp nơi trên thế giới về tham dự. Nhân dịp này, Ôn Tuệ Sĩ, trong cương vị chánh thư ký, xử lý thường vụ viện tăng thống, đã gửi lời đạo từ chúc nguyện đến tăng ni Việt Nam hải ngoại. Thật là một nhân duyên lớn để có ngày hôm nay, nhân duyên lớn để cảm nghiệm uy đức chúng tăng hòa hiệp, chúng tăng trong và ngoài nước, từ các châu lục cùng vân tập về trong ngày hội này, ngày hội về nguồn với tất cả ý nghĩa sâu xa của từ ngữ. Về nguồn, để hòa mình trong dòng suối truyền thống bao dung nhân ái. Về nguồn, để thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, thắp sáng tâm tư của chúng đệ tử Phật bước đi không lạc lối, để không bị mê hoặc bởi hư danh và lợi dưỡng, những cặn bã dư thừa mà quyền lực thế gian ban cho. Để không mất tín tâm bất hoại nơi thánh đạo xuất thế mà sẵn sàng khuất thân nô dịch cho bạo lực thế gian. Trong cơn đại dịch, một dân tộc đang quằn quại dưới cái ác cực kỳ của một lớp người bằng vào quyền lực cấu kết phi nghĩa đã bòn rút tận xương tủy của hạng quần chúng thấp hèn. Trong cái ác tàn bạo bất nhân ấy, dân tộc này trong tối tăm đã thấy người sáng của tình tự bao dung nhân ái, chia sẻ nhau từng bó rau, từng bát gạo. Truyền thống bao dung nhân ái một thời đã đoàn kết toàn khối dân tộc để tồn tại qua những trận chiến hung tàn từ tham vọng quyền lực của nước lớn. Trong bối cảnh lịch sử đó, Phật giáo Việt Nam sẽ thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để đồng với dân tộc trong lịch sử thăng trầm, vinh nhục, hay chỉ là những cửa hàng giao bán tà tín, tà giáo, cầu khấn ma quỷ, không chỉ là hiện tượng xã hội phổ biến làm lũng đoạn kinh tế, mà còn du ngủ, sói mòn sức sống, tự lực vươn lên, của những thế hệ đang lớn. Chúng đệ tử tại gia được giáo giới thực hành bốn nhiếp sự, để xây dựng cộng đồng hòa hiệp cho một xã hội bình đẳng, cùng nâng cao phẩm giá con người. Chúng đệ tử xuất gia sống chung hòa hiệp bằng sáu pháp khả hỷ, hòa kính, làm sở y an toàn cho một thế giới dẫy đầy biến động hiểm nguy, thường bị nuốt chửng bởi quy luật vô thường hủy diệt. Nhưng khi mà chúng đệ tử Phật không còn biết đến giá trị của những giáo nghĩa ấy, đắm mình trong những giá trị thế tục, tư duy bằng dị kiến, dị giới của thế tục, dẫn đến những mâu thuẫn,
tranh chấp đấy là lúc con thuyền chánh pháp tự đánh chìm ngoài biển khơi bởi trọng tải của chính nó. Sự thực lịch sử đã chứng minh điều đó. Thực trạng của Phật giáo Việt Nam hiện tại đang góp phần không nhỏ cho những xáo trộn xã hội, đang gieo rắc những tà tín, tà giải, quảng bá lan tràn những thực hành mê tín dị đoan, tin tưởng năng lực phò hộ của cô hồn, của ma quỷ, hơn là tin tưởng vào nghiệp quả. Và mới nhất, lễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư, ngày về nguồn lần thứ 13 tổ chức tại Đại tự Khánh Anh, Avery, Pháp Quốc, từ thứ Năm, 17/8 đến Chủ nhật 2/8/2023 với hơn 300 tăng ni khắp nơi trên thế giới về tham dự. Ôn Tuệ Sĩ đã gửi lời chúc từ có đoạn viết, trong bối cảnh đảo điên giá trị ấy, ngày hội về nguồn của chư tôn trưởng lão cùng bốn chúng đệ tử đang hóa đạo và hành đạo tại hải ngoại đã và đang ghi đậm trong tâm tư dấu ấn bi kịch lịch sử của Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại. Những người con Phật đã cùng chung cộng nghiệp với dân tộc này, trong đất nước này, đã cùng chung những giai đoạn thăng trầm vinh nhục trong lịch sử, đã cùng hy sinh xương máu để bảo vệ giá trị nhân văn truyền thống dân tộc. Thế nhưng, sau cuộc chiến tàn khốc huynh đệ tương tàn, khi hòa bình vãn hồi trong hy vọng anh em cùng chung huyết thống, một lần nữa cùng hòa hiệp để gây dựng lại những gì đã gãy đổ, xoa dịu vết thương dân tộc gây ra bởi chiến tranh. Bình minh vừa ló dạng, mà dân tộc chưa từng thấy được bóng mặt trời, thì một lớp người vì lẽ sống cho ấm no và đồng thời cũng là lẽ sống cho những giá trị tinh thần, đã từ giã quê hương để đi tìm quê hương mới, tưởng chừng có thể thỏa mãn ước vọng chưa định hình về giá trị nhân phẩm, về lý tưởng tự do, nhân bản. Một cộng đồng cùng chung huyết thống tổ tiên mà trong chiến tranh đã bị kích động bởi hận thù giai cấp, mâu thuẫn ý thức hệ, cho đến lúc hòa bình, tình trạng phân hóa dân tộc càng trở nên trầm trọng. Hai bờ Thái Bình Dương rì rào sóng vỗ vẫn đang âm vang mối hận của những oan hồn chưa thể giải thoát khỏi oan khiên lịch sử. Cùng chung oan khiên lịch sử dân tộc ấy, chúng đệ tử Phật, hàng xuất gia cũng như tại gia, một thời đã cảm thấy khó hành đạo một cách trong sáng trong giáo nghĩa của Đức Thích Tôn mà không bị lạc hướng, đành phải bỏ lại đằng sau các huynh đệ đồng phạm hạnh tự lưu đày trong chính quê hương của mình. Giá trị mới được định hướng bởi ý thức hệ mới, hình thành phẩm giá đạo đức mới với sự giao giảng một trật tự xã hội ưu việt nhất trong lịch sử tiến hóa của xã hội loài người, để được đại khối quần chúng tuyệt đối tin tưởng. Định hướng phát triển của Phật giáo Việt Nam đã được công bố, và là định hướng lịch sử duy nhất, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Tiếp theo đó, từ định hướng cơ sở, hiện tượng trăm hoa đua nở của quá nhiều giáo phái Phật giáo, với nhiều đạo sư, thiền sư xuất hiện, tự chứng tỏ là chân truyền giáo lý từ chính Đức Phật. Đại diện duy nhất, tiếng nói duy nhất của Phật giáo Việt Nam hiện tại là Phật giáo theo định hướng chủ nghĩa xã hội, được lãnh đạo bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua các hàng giáo phẩm để tập hợp quần chúng trong sứ mệnh cao cả của Phật giáo Việt Nam. Nhân ngày hội về nguồn, trong niềm hỷ lạc từ nguồn suối Quy Nguyên, và cũng trong tưởng niệm những vong hồn oan khuất dưới lớp sóng Thái Bình Dương, chúng đệ tử Phật cũng từ nhân duyên này mà suy tư về sự hưng suy, chánh tín và tà tín của Phật giáo Việt Nam trong vận nước thăng trầm, cùng hòa hợp thành nhất thể thanh tịnh, trong bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng già. Trên cơ sở đó để định hướng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam không bị lệch hướng, không bị biến chất để trở thành công cụ của bất cứ thế lực chính trị nào. Phật giáo Việt Nam chỉ có thể tồn tại theo một định hướng duy nhất, cứu cánh giải thoát và giác ngộ. Đối với thế hệ trẻ tăng ni sinh Việt Nam, Ôn Tuệ Sĩ đã có lời khuyến tấn, người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an. Nhàn tự tại, đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giả ngụy, mà ngay cả người đời nhiều kẻ còn vứt bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Chớ khoa trương bảo vệ chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho ma vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh bán chức. Qua những lời nhắn nhủ của Ôn Tuệ Sĩ gửi cho thế hệ trẻ tăng ni Việt Nam, cho chúng ta thấy rõ Ôn đã quan tâm, chăn trở cho tương lai Phật giáo Việt Nam như thế nào. Đúng như lời thẩm định của nhiều chư tôn đức giáo phẩm rằng, thầy Tuệ Sĩ là viên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam. Quả thật Ôn Tuệ Sĩ là hiện thân của minh triết trong đời sống phạm hạnh và trong văn chương chữ nghĩa. Uy phong đạo hạnh, ngôn từ của ngài lúc nào cũng tỏa sáng, những lời đạo từ vàng ngọc của ngài về một tương lai Phật giáo Việt Nam phát triển là kim chỉ nam và là một tia sáng soi đường dẫn lối cho hàng hậu thế. Bên cạnh đó, công hạnh nhẫn nhục,
chịu đựng sự giam cầm tù đày với bao thống khổ mà ý chí vẫn kiên cường, lập trường vẫn kiên định không xô thời, và trong nỗ lực cuối đời, Ôn đã tiếp nối công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam và ấn hành thành công đợt một bộ Thanh Văn Tạng 29 tập. Bao thế hệ tăng ni trong và ngoài nước đều nương nhờ ơn đức giáo dưỡng của Ôn. Công đức hộ trì và bảo vệ chánh pháp của Ôn thật vô biên, từ chúng hậu thế sẽ mãi tạc giả ghi lòng. Hàng hậu học đệ tử chúng con xin thành kính đảnh lễ và niệm ơn Ôn đã thị hiện vào cõi giới Việt Nam và đã làm rạng danh cho nền Phật giáo Việt Nam trong hậu bán thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 này. Thích tâm nhãn, giáo dục, vẫn là niềm tin sau cùng còn sót lại. Đúng 16 giờ 48 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2023, mùng 4 tháng 8 năm Quý Mão, đạo hữu Tâm Thường Định gọi điện cho tôi, nói rằng ban biên tập của Hội đồng Hoàng Pháp ở hải ngoại muốn làm, kỷ yếu, về cuộc đời thầy Tuệ Sĩ, mong tôi viết gì đó về thầy, và nhắc tôi, Ôn Tuệ Sĩ, không thích viết ca ngợi về Ôn, viết đơn giản chân chất bình dị thôi. Tôi ngồi lặng lẽ viết lại chương ký ức và ấn tượng trong tôi đối với thầy. Nhớ gì viết nấy. 1. Tôi trở thành người học trò của thầy thông qua con đường phiên dịch Tam Tạng từ năm 1989, lúc này tôi chỉ phụ tá Hòa Thượng Đỗng Minh dịch luật. Ấn tượng đầu tiên trong cuộc đời tôi là năm 2001, tôi tháp tùng Hòa Thượng Đỗng Minh vào dự lễ húy kỵ của Ôn Chí Thủ tại chùa Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn. Ngày chính thức tưởng niệm là mùng 1 tháng 3. Nhưng Ôn Đỗng Minh thường vào trước một hai hôm để thăm hỏi các vị hòa thượng, tôn túc trong chùa. Vào một buổi sáng, tôi lên phòng thầy Tuệ Sĩ thăm, thầy đang làm việc, mon men lại gần thấy thầy đang tham chiếu một tác phẩm tiếng Pháp dày cộm khổ lớn trên tay. Tôi thưa hỏi sách gì? Thầy nói đây là tác phẩm, Đại Trí Độ Luận, Le Traité de la Grande Vertu de Sages de Nagarjuna Mahaprajnaparamita Sastra. Do Etienne Lamotte là linh mục người bị biên dịch và được ấn hành từ 1944. Tiếp theo những năm sau đó, cũng ngày ấy tôi tháp tùng Ôn Đỗng Minh vào Sài Gòn, như lệ cũ tôi đến phòng thầy. Thầy hỏi tôi, ngoài đó đang làm gì? Tôi thưa, ban phiên dịch đang dịch Tạng Đại Chánh và bộ tùng thư ấn thuận vân vân. Thầy hỏi, ngoài Nha Trang có đào tạo tiếng Phạn không? Dạ không, thầy bảo không học Phạn ngữ biết gì mà dịch. Thầy tặng cho tôi bộ Phạn Hòa Đại Từ Điển của Wogihara Anrai. Từ đó tôi mới hiểu, Phạn ngữ vô cùng quan trọng cho những dịch giả đeo đuổi con đường phiên dịch. Năm 2013, thầy an cư tại Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa, tôi chứng kiến thầy nói tiếng Pháp với một anh Phật tử. Anh này là người Việt nhưng làm trong đại sứ quán, biết nhiều ngôn ngữ, đến thăm thầy, thử trao đổi tiếng Pháp với thầy. Thầy kể về cuộc đời thầy bằng tiếng Pháp rất lưu loát. Về sau có dịp tôi hỏi thầy học tiếng Pháp từ lúc nào, thầy nói học lúc trẻ tại Sài Gòn. Năm 2015, trước mùa an cư, tôi và Nguyên An vào thăm thầy và, cùng nghinh, thầy ra Nha Trang an cư. Chúng tôi thu xếp hành trang giúp. Thầy, gồm y phục, laptop thầy nhắc, nhớ bỏ bộ luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tiếng Tây Tạng vào đáy, ra đó làm việc. Mùa an cư năm ấy, tôi, Nguyên An, Nguyên Thịnh dịch xuất ra, an cư. Tùy ý tự tứ bản Hán thuộc luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ, thầy Tuệ Sĩ đối chiếu văn bản Tây Tạng, hiệu đính và chú giải. Phần, xuất gia sự, bản Hán có 4 quyển, giữa quyển 3 và 4 mất một đoạn rất dài, chỉ trong bản Tây Tạng đầy đủ, thầy Tuệ Sĩ đã dịch, bổ túc vào bản Việt ngữ cho hoàn bị. Cuối tháng 7 âm lịch năm 2022, thầy không khỏe phải nhập viện điều trị vài hôm. Tôi vào hầu bên thầy, thấy thầy nằm học tiếng Nhật. Hoặc nghe đài tiếng Đức. Thời kỳ thầy mới về chùa Già Lam ở Sài Gòn, thầy kiến thiết thư viện, mở lớp dạy luật, giáo lý và cổ ngữ, sinh ngữ người học từ đông đến thưa dần, rồi giải tán, thầy cũng đi theo, một cuộc lữ. 2. Lúc tuổi hoa niên, chặng đường thế học của tôi giang dở, toa lý yếu toàn diện. Nghĩ rằng, vào chùa những thứ đó chẳng cần chi, vui với câu kinh tiếng kệ sớm hôm là được. Nhưng tôi đã giật mình khi gặp thầy. Được thầy giảng cho nghe về kiến thức toán, lý, khoa học não liên hệ đến giáo nghĩa uyên áo trong Tam Tạng Thánh Giáo. Ngày nay trong giáo dục học đường của Phật giáo Việt Nam, kể cả hai tông phái lớn là Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông, người am tường về chi kiến này gần như không có. Tôi nêu một vài điểm giáo lý mà thầy dạy cho tôi. Đơn cử, luận câu xá dẫn, do thức lục thức thân, vô gián diệt vì ý nghĩa, thức nào trong sáu thức. Khi thành quá khứ vô gián, thức ấy chính là ý. Thầy giảng,
Khi chúng ta nhìn một đóa hoa, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ đóa hoa, đi thẳng vào mắt chúng ta, với tốc độ 300.000 km/s, cùng hàng tỷ hạt ánh sáng photon mỗi giây xuyên qua đồng tử người nhìn. Các hạt ấy đi vào võng mạc. Trong võng mạc, 100 triệu tế bào hình nón bắt đầu hoạt động. Các tế bào của võng mạc được cấu thành bởi vô số các phân tử. Các phân tử trong võng mạc tiếp tục truyền đến các neuron trong não dạng dòng điện truyền lan từ neuron này đến neuron khác. Các dòng điện không ngừng lưu truyền trong các mạch neuron, khởi phát những luồng phân tử có nhiệm vụ truyền đi các tín hiệu và dòng điện nổ lép bép khắp nơi. Trong vòng vài phần nghìn giây hình ảnh đóa hoa được tái hiện trong não của chúng ta, cuối cùng chúng ta nhìn thấy nó. Hiện tượng, dòng điện nổ lép bép khắp nơi, chính là tín hiệu điện hóa học truyền tải thông tin bởi nhiều neuron. Trong câu xá lý giải, vô gián diệt, diệt sinh không gián đoạn, khi cái trước chìm xuống mất thành quá khứ thì chính lúc ấy là, ý, hình thành, mà trong duy thức gọi là mạt na, mana, hay thức thứ bảy, tức, cái tôi, đang thấy đóa hoa. Năm 2016, tôi ra chùa Linh Sơn, Vạn Giã, Khánh Hòa, Việt Nam, dự lễ tự tứ và Vu Lan, nhân tiện tôi thỉnh thầy giảng cho tôi nghe về, thập huyền môn. 10 huyền môn, do nhà sư Pháp Tạng, 643 đến 712, tổ thứ 3 của Tông Hoa Nghiêm thiết lập thời nhà Đường, tại Trung Hoa. Trong đó, huyền môn đầu tiên là, đồng thời cụ túc tương ưng môn. Nghĩa là nói về vạn vật đồng hiện hữu và hiện khởi. Tất cả đều hiện hữu không có sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị lai hợp nhất thành một thực thể, theo quan điểm Viên Dung. Thầy nói rằng, đây là giáo lý chứng minh nhân quả đồng thời, tuy nhiên người xưa nêu ra, nghiêng về lý nhiều hơn là sự. Bởi vì, một người đứng soi gương, xung quanh có nhiều tấm gương, chúng ta thấy tất cả hình của mình hiện trong các tấm gương cùng một lúc, song ánh sáng đi có trước có sau không thể đồng thời. Nhưng nếu chúng ta vay mượn thuyết cơ học lượng tử thì có thể chứng minh điều này, gọi là liên đới lượng tử, là hiện tượng trong đó một cặp hạt nào đó có sự liên kết với nhau về trạng thái lượng tử, vị trí, xung lượng, spin. Nếu một hạt trong cặp này được xác định là có một trạng thái nhất định nào đó thì qua đó người ta có thể dự đoán trạng thái của hạt còn lại. Cơ học lượng tử đã trao cho không gian đặc tính tổng thể. Các khái niệm, ở đây, và, ở kia, trở nên vô nghĩa vì, ở đây, đồng nhất với, ở kia. Các nhà vật lý gọi đó là tính, không tách được. Thuyết, liên đới lượng tử, hay còn gọi là, rối lượng tử, vướng víu lượng tử, quantum entanglement. Là do nhà vật lý người Ireland là Bell, John Stuart Bell, 1928-1990 thiết lập, cho nên nó còn tên, bất đẳng thức Bell. Và theo Phật học, nói nhân quả có đồng thời, tức một người vừa phát tâm bồ đề là nhân thì quả có ngay trong đó. Trong A Tỳ Đạt Ma câu xá luận 6, p. 33-22, đã chứng minh điều này, gọi là thủ quả quy cua, và giữ quả yêu cua. Thủ quả là nhận quả. Như một người nào đó vừa tạo nghiệp thì quả liền thành hình, nghiệp là nhân, bất cứ sát na nào nghiệp vừa thành hình thì quả có ngay lúc ấy, gọi là thủ quả. Thời gian có điều kiện cho ra quả, gọi là giữ quả cùng có kết quả. Nghiệp và quả vẫn là đồng thời. Mặc dù, quả có sau, chờ điều kiện chuyển biến nhưng nghiệp vừa tạo có quả ngay tức thì. Nếu học thuyết này áp dụng vào cuộc sống giáo dục, hay khảo sát các hiện tượng xã hội có thể giúp ích cho con người. Như nhìn một ai đó đang sống với việc làm, hành động ra sao sẽ dự đoán được tương lai của họ. Thầy kể, thời gian thầy ở tù, thường nhờ Phật tử bên ngoài mua sách toán gửi vô cho thầy đọc và nghiên cứu. Thầy nói, càng lớn tuổi, có nhiều phương trình toán học cấp đại học thầy quên dần không giải được. Về toán học đối với tôi thì, mù tăm, mà nghe thầy bàn về toán, nhắc tới từ, hàm sóng sụp đổ, khiến tôi phấn khích vô cùng. 3. Một cọng cỏ non yếu, cố vươn mình đón bắt ánh sáng cho lẽ sống, dưới sức nặng tàn bạo của khối đá vô tri lầm lì người viết đi theo định nghiệp của mình. Hay của cả dân tộc, từ đó cho đến nay, một hoặc nhiều thế hệ đã ra đi, biến mất trong bóng tối của đêm dài sinh tử, nhiều thế hệ mới ra đời. Phôi bào trong Như Lai Tạng vẫn liên tục kết rồi giã, thành rồi hoại. Dòng tương tục vẫn tiếp nối không ngừng, năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng. Đó là lời tựa thầy viết năm Phật lịch 2543, trong bản kinh Thắng Man giảng luận. Tôi vẫn hiểu thầy, thầy luôn nghĩ, dù xã hội đi đến chỗ tan nát và tuyệt vọng, giáo dục vẫn là niềm tin sau cùng còn sót lại. Mùng 9 tháng 8 năm Quý Mão. Tâm nhãn. Sự quay lại của bậc kiến đạo từ quá khứ. Thích Phổ Huân.
học Phật thời nào cũng cần gần gũi bậc thánh nhân Liễu Đạo. Ngày xưa thời Chánh Pháp chư vị đệ tử xuất gia, tại gia đại duyên, đại phước được chiêm ngưỡng hay nghe về Thế Tôn, nhờ vậy chư vị thành tựu dễ dàng pháp hành, chứng quả giải thoát thật mau. Nhưng thật ra đa số tăng sĩ thời Chánh Pháp chỉ nghe Thế Tôn, chứ không dễ gặp được. Họ chỉ nghe loan tin giáo Pháp và chứng kiến hành hoạt của chư thánh đệ tử của Thế Tôn, cũng đủ niềm tin đi vào giải thoát. Ngày nay học Phật chỉ còn gọi là Phật học, như một phân khoa trường lớp. Trình độ tốt nghiệp có dự vào hạng Hàn Lâm Viện Quốc gia Phật giáo, cũng chỉ sở hữu những tư tưởng kiến thức, văn môn của một con người mà thế gian đặt tên là học giả, trí thức. Học giả trí thức này chỉ hiểu biết Pháp Phật trong lòng thế gian, chứ không phải giác ngộ Liễu Đạo thế gian thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Ngày nay muốn tìm bậc hành giả chân tu học Phật, không biết tìm ở đâu. Vài đất nước Phật giáo có cơ sở tu hành hẳn hoi, có hoàn cảnh cộng chú chuyên tu, còn khó tìm bậc hành giả chứng đạo, thì làm sao các nước khác, chỉ nặng truyền Phật Pháp bằng sắc pháp hình trạng. Nhưng cũng không phải tuyệt vọng tìm cầu hành giả học Phật, vì sự giác ngộ Liễu Đạo không hẳn cuộc nơi đâu, hay riêng tư cho một sắc dân nào. Người đã quyết tâm học Phật, học theo điều Phật dạy. Phật dạy làm sao, học theo chừng 50% lời Ngài, cũng chắc chắn Liễu Đạo, gần với giải thoát. Phật dạy thế gian vô thường, tâm người bất định và các pháp không ngừng biến động, người nào hiểu và luôn ghi nhận vào tâm, thì đời sống sẽ ít dần sự dính mắc chấp thủ. Thế giới ngày nay khoa học kỹ thuật điện toán phát triển đến mức kinh hoàng. Từ đó các pháp bất tịnh lúc nào cũng có thể xảy ra với tất cả mọi người, không kể ở thị thành hay thôn quê hẻo lánh. Tuy nhiên về mặt truyền tải thông tin hoằng truyền giáo Pháp Như Lai ngay thời điểm này, lại có thể nói đây là nhân duyên thật tốt cho người học Phật. Người Phật tử nào kiên định chánh niệm, biết cầu tìm chân sư, thật tu thật học và thật hành đúng chánh pháp, nhất định có thể tìm được từ phương tiện điện toán truyền tin này. Đó là mặt tích cực hướng thiện trong thế giới cực thịnh vật chất ngày nay. Ngoài ra như đã thưa, khó thể tìm được bậc hiền nhân đích thực chân tu, chuyên sống đời phạm hạnh giải thoát. Riêng mỗi bản thân người học Phật trong thế kỷ này, điều tối quan trọng là gìn giữ giới luật Phật dạy, làm nền tảng tu hành, từ đó mới tạm gọi có định. Người không chọn giới, sẽ khó phát sinh chánh định, cũng có nghĩa không thể thiền định, hay thiền quán thành tựu. Vì, hành trì giới tịnh sẽ sinh hoan hỷ, tương ưng phù hợp các đức tánh thiện cao thượng, mà ngay cả thế gian phải quý mến ngợi khen. Kể cả cảm ứng được sự hộ trì của các vị phi nhân thiện thần. Có chánh định rồi thì trí huệ tự phát mà không cần phải ra công tìm kiếm yếu nghĩa lời kinh Phật dạy. Tuy nhiên người nào đời nay thông minh trí thức với kinh luận giải thoát, dù chưa thành tựu giới, điều này phải biết rằng chư vị cũng đã có định rồi ở đời vừa qua. Trong vô số kiếp luân hồi, người học Phật cũng quay theo dòng sinh tử chập trùng không khác. Nhưng vì giới là nền tảng, nên khi chưa thành tựu giới thì vẫn còn lao đao, nghĩa là phải sanh trở lại vô số lần làm cư sĩ hay vô số lần tu sĩ mà vẫn chưa thấy đạo. Kinh xưa Phật kể, trong vô số đời sống của Ngài, thọ mạng sinh ra làm đủ hạng người giàu nghèo cho đến vương giả. Và một điều nhận ra, bất kể thọ sanh hạng nào, Ngài cũng là người xem trọng giới, giữ giới trong sạch. Cho đến làm loài bàng sanh, Bồ Tát vẫn là con vật cao thượng sống trong sạch với đồng loại của mình. Do vậy con đường học đạo hành đạo của Ngài, không có loay hoay, không trì trệ mà chỉ tiến dần đến niết bàn giải thoát. Từ đây ta hiểu, sự thông minh trí thức của người học Phật đời nay nói lên quả định của chư vị. Chư vị phải có giới giải thoát trong đời quá khứ, mới phát được định gần chánh pháp. Khi mức định vừa phải sinh ra huệ cũng vừa phải. Chỉ cần huệ vừa phải, sự tái sinh sẽ làm đẹp cho đời, và trong thời kỳ giáo pháp của Phật còn ở thế gian, bậc trí huệ này sẽ làm điểm son cho Phật giáo. Hơn thế nữa, nếu trong đời quá khứ, thực hành giới, định thuần thục hơn, thì huệ sẽ thành tựu trong đời này. Hành giả đó sẽ đạt được niềm hoan hỷ của thánh quả dự lưu, mà không cần phải khổ hạnh nỗ lực cho nhiều. Hành giả đã bắt đầu con đường vô sanh, khi chỉ vài lần sanh trở lại. Thế thì đường học Phật quả thật dài thăm thẳm, nếu chúng ta không nhìn thấy đâu là nền móng giới luật cho ngôi nhà vững chắc. Tìm kiếm hay thân cận được minh sư thì ta cũng phải tự mình thành tựu nền móng. Huống gì minh sư, bậc Liễu Đạo chân tu đời nay như cát dính trên tay. Nếu bình phẩm bậc minh sư hiền đức là thế nào, xin thưa rằng, trước hết vị đó phải phủ nhận ngay lời khen thưởng hay chỉ trích của thế gian. Các ngài sẽ nói rằng, không có gì đáng nói với thân ngũ uẩn này, ngoài việc mượn nó làm phương tiện chứng quả vô sanh.
Hơn nữa cái ngũ uẩn mà chư vị đang tu, chẳng có gì tự cao hãnh diện, bởi bao nhiêu năm hiện hữu là bao nhiêu sự nhờ vả, giúp đỡ của người khác. Và cái tâm đang tu lại nương vào cái ngũ uẩn yếu mềm đó, như thế căn cứ vào đâu cho nó là thật mà khen, mà tán thán. Chư vị minh sư có đầy đủ lòng từ, có quá nhiều trí huệ, nhưng không bao giờ để tâm đến cái gì là từ, là huệ, nói chi phân biệt đúng sai, phải trái. Đời sống các vị minh sư mộc mạc đơn giản, nhưng tâm tư các ngài rộng lớn sáng ngời, như trăng sáng đêm rằm. Ngôn từ các ngài có thế nào, nhưng là pháp ngữ thật gần lời Phật dạy. Hành động các ngài thì không một chút vội vã háo hức, với chánh niệm luôn luôn tỉnh giác. Nói gọn thì đời sống chư vị minh sư, không bao giờ để thế gian ảnh hưởng. Cho nên quốc gia Phật giáo nào, hay kể cả các nước không Phật giáo mà có chư vị minh sư hiện diện dù hình thức không phải tăng sĩ, điều đó là đại phước cho xứ sở đó. Bởi vì hoạt động của một quốc gia, một tổ chức nào, đều phải tôn trọng sự thật. Lấy sự thật làm châm ngôn chân lý, vị minh sư dưới hình tướng nào đó, sẽ điều hành cố vấn thuận theo lẽ thật, chánh trực của nhân đạo, thì tổ chức đất nước đó làm sao không thịnh vượng hùng cường. Trong hàng tăng già Phật giáo nếu được các vị minh sư trưởng lão chứng minh cố vấn, thì không những tín đồ của bản xứ đó được ân phước chiêm ngưỡng học Phật rõ ràng, mà hết thảy chư tăng ni được. Dịp gần gũi, được nhắc nhở thế nào là quả vị chứng thánh. Việc thật dễ hiểu bởi vì quý ngài lấy thân vô ngã, nương vào vạn pháp vô thường mà hành đạo, như thế việc nào lại không hướng đến giải thoát. Các vị là hình bóng của hóa giải vấn đề, là sắc tướng vô trụ, là duyên khởi tạo thành sắc pháp cụ thể lời dạy của Thế Tôn. Cho nên người học Phật nào lại không ước ao một lần diện kiến các ngài, nếu như tự thân chưa đi vào định của chánh định. Đất nước Việt Nam, sinh hoạt Phật giáo từ lâu thăng trầm theo thế sự, cùng với sự phát triển vật chất rộn ràng ngày nay, nên hình ảnh chư vị hành giả học Phật chuyên tu khó thể tìm gặp. Tuy nhiên bậc thức giả trí thức sống đời nghiên tầm giáo lý giải thoát người ta có thể biết được. Chúng tôi muốn nói đến ngài tuệ sĩ bậc học tu, Phật học uyên thâm, sâu diệu, thiết tha sống chết với giáo lý và văn hóa Phật giáo từ lâu. Được như ngài xưa nay không dễ thấy, nói như thế, không phải hiện nay không có những vị đã và đang chuyên tâm cần tu cần học. Nhưng trường hợp ngài tuệ sĩ phải nói xưa nay rất hiếm, với kiến thức Phật học uyên bác sâu rộng mà chỉ tự mình tìm học không qua trường lớp. Người như vậy quốc gia Phật giáo nào lại không tự hào? Thế gian gọi đứa bé chưa học mà hiểu biết là thần đồng. Lớn lên học ít hiểu nhiều gọi là thiên tài xuất chúng. Với đạo Phật không một vật gì tự nhiên xuất hiện, mà không có tông tích lịch sử. Những thần đồng hay thiên tài thế gian chính là nghiệp lực tiếp nối tích lũy từ nhiều đời trước. Như vậy một tuệ sĩ hay Lê Mạnh Thát, Phạm Công Thiện của Việt Nam là những học giả trí thức không phải chỉ có đời này. Và ngài tuệ sĩ với trí lực thẩm thâm nhưng đời sống bình dị của một tu sĩ bình thường, đã không thể giấu che là một ẩn sĩ, một bậc thạc đức hành giả ở đời trước. Chỉ có bậc thạc đức hành giả mới trở lại thế gian, hiển hiện nghiệp sống lạ lùng kỳ tích. Và trí thức thông minh chắc tuyệt đó, có phải chính là trí, là huệ, mới vượt bậc hơn người. Dù rằng sinh hoạt đời tu của ngài chỉ thể hiện là học giả, còn hành giả thì chỉ có thầy mới rõ hơn ai. Nhưng nếu không phải từng là hành giả trong quá khứ kiếp thì làm sao một vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn, lại có thể vượt qua bao chướng ngại từ hoàn cảnh đến thể lực sức khỏe của mình. Năm nay ngài đã gần 80 tuổi, đã cực lực làm việc bằng tâm, trên tấm thân không thường mạnh, vậy mà lạ lùng tuổi hạc đã đạt đến thượng thọ. Nhưng ai thượng thọ rồi cũng mất, mà ngài thì chắc sẽ khó quên, mỗi khi nhắc đến văn hóa tinh hoa Phật giáo, với những triết lý thâm huyền siêu tuyệt. Chúng con chưa từng gặp ngài, chỉ biết ngài qua các tác phẩm dịch phẩm. Và để đọc hiểu sách ngài lại không khác là chưa từng gặp. Nghĩa là chỉ có hâm mộ, thán phục kính lễ bậc trí thức tăng nhân Phật giáo đúng nghĩa. Chúng con không bao giờ dám nghĩ đặt bút viết hay bàn gì về ngài, vì hiểu biết của chúng con chỉ là đệ tử của hàng đệ tử ngài. Không biết nhân duyên thế nào, mà Hòa Thượng Thích Như Điển, sư thúc chúng con lại cho phép chúng con, viết bài đóng góp vào kỷ yếu kỷ niệm về ngài. Chúng con rất hân hạnh, góp phần bày tỏ ít lời kính phục bậc tăng nhân trí huệ, nhưng lại thẹn mình không đủ sức để dâng lên lời kính quý ngài. Chỉ có một điều, những gì chúng con viết đến ngài đều bằng tâm thành tâm kính. Cầu nguyện ngài liễu sanh thoát tử, tùy duyên nhập thế tiếp tục con đường dài hoằng hóa đạo màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính lễ thầy. Tỳ kheo Thích Phổ Huân. Bi, Trí, Dũng Viên Dung. Thích Thánh Trí.
biết bao thế hệ tăng ni Phật tử, các bậc cao nhân thạc đức, thiện hữu tri thức các giới trong và ngoài nước lâu nay hết lòng cung kính ngưỡng mộ chấp bút khá nhiều loạt bài tán dương, ca tụng công hạnh, đạo nghiệp của đức trưởng lão hòa thượng Thượng Tuệ Hạ Sĩ được thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau về các phương diện văn hóa, nghệ thuật, thi ca, tư tưởng Phật học. Dẫu vậy, thiết nghĩ tất cả những ngôn từ bút mực đó có bày tỏ sự cao quý đến mức độ tột cùng nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào truyền tải hết được tấm lòng, sự hy hiến vô cùng tận của bậc thông tuệ uyên bác hiếm hoi như ngài cho đạo Phật Việt Nam. Người viết bài này cũng không ngoại lệ nhưng cũng tạm mượn đôi dòng mộc mạc chân phương với tác giả tri ân vô hạn kính dâng lên bậc tôn sư vĩ đại của Phật giáo Việt Nam thời cận, hiện đại. Sự hiện thân, đóng góp, tấm gương sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng ở ngài luôn là ngọn đuốc soi đường cho hàng đệ tử Phật trên lộ trình tu tập, phụng sự nhân sinh. Bi thương cho tiền đồ Phật Pháp. Sự tồn vong của giáo hội truyền thừa từ chư tổ bao đời nay và các thế hệ học Phật hậu lai mà ngày đêm ngày miệt mài trong sự trước tác, dịch thuật thánh điển bất kể tuổi cao sức. Yếu, thân tứ đại mỏng manh khô gầy, bệnh tình nguy kịch. Không thụ hưởng sự an nhàn, tham vọng cho riêng bản thân, ngài tận tâm tận lực vun bồi lý tưởng giác ngộ giúp thế hệ tăng ni kế thừa tiếp nhận di sản bất tuyệt của nền giáo Pháp vô giá. Sinh ra và lớn lên trong các thời kỳ chiến tranh ý thức hệ, bom đạn. Tâm thức con người dễ dàng trôi chảy theo vòng xoáy của nhịp cầu tranh chấp đố kỵ thù hận, gieo rắc tai họa cho muôn người muôn loài. Nhưng phúc lạc cho nhân loại, dòng suối từ bi thanh lương mát mẻ từ nguồn Pháp Phật đã che chở, bảo bọc, nuôi dưỡng bao tâm hồn cao thượng, trong sáng, ý chí mãnh liệt, xuất trần để từ đó lần lượt xuất hiện các bậc cao tăng thạc đức làm giường cột cho Phật giáo từ bao đời nay. Thừa hưởng tinh hoa lý tưởng giác ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn, trái tim ngài ôm trọn bầu trời Phật Pháp. Tấm thân mỏng manh ốm yếu đó chứa đựng tình thương vô bờ bến đối với tăng tín đồ Phật giáo nói riêng, thế giới loài người nói chung. Trong thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, ngài bày tỏ, thế hệ của thầy, những thanh niên trang lứa được nuôi dưỡng để dựa vào chiến trường của cuộc chiến tranh ý thức hệ, được giáo dục để biết hận thù giai cấp. Nhưng may thay, dòng suối tự vẫn âm thầm tuôn chảy, để xoa dịu những đau thương mất mát, để hàn gắn những đổ vỡ điêu tàn của dân tộc. Chí tuy không tham dự theo học các chương trình đào tạo trường lớp chính quy nhưng với khả năng tự học, túc duyên sẵn có, ngài tinh thông hầu hết các bộ môn ở học đường và thông thạo nhiều sinh, cổ ngữ. Chưa từng rời quê hương Việt Nam, ấy vậy mà các nền triết học, sử học, đạo học Đông Tây Kim Cổ, những điển tích rất xưa, những truyền thống của các dân tộc trên thế giới ngài đều thấu hiểu tường tận, thấy biết sâu xa từng vấn đề lớn nhỏ dường như ít ai nghĩ đến. Các chủ âm nghĩa học thuyết, văn hóa, văn minh. Học thuật cho dẫu hay đến mấy đi nữa nhưng vẫn còn quẩn quanh trong thế giới hiện tượng phân biệt, ngẽ pháp nhị chấp ràng buộc, vẫn trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử khổ đau nên hành trình cuộc đời của ngài được chọn lựa là Phật Pháp và từng hơi thở của ngài gắn liền, trải dài theo từng trang kinh trong Tam Tạng Thánh Điển. Có lần ngài kể về một du học sinh Việt Nam đi học Nhật Bản, là con trai của người bạn thân. Cậu sinh viên này đang theo học ngành tiến sĩ điện tử. Sự nghiệp tương lai rạng rỡ trước mắt nhưng cậu này đã chuyển sang học Phật học khi được khám phá, tiếp cận nền giáo lý giác ngộ uyên thâm tại một thư viện nơi cậu đang học. Do vậy, bằng mọi phương tiện trong quá trình hoằng hóa, lúc nào và bao giờ ngài cũng gửi gắm đến các thế hệ học Phật di sản tuệ giác vô giá của tạng Pháp Phật như tinh thần kinh bát đại nhân giác, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Dũng, vì danh vọng, quyền tư lợi, tư hữu mà nhiều cá nhân, gia đình, đoàn thể, xã hội. Đảng phái, quốc gia, nhân danh tổ chức tôn giáo, con người có thể đánh đổi những giá trị, phẩm chất tinh thần cao quý từ bên trong mình rồi trở thành nô lệ, nạn nhân, tội đồ, tội lỗi, yếu kém, thấp hèn. Chư vị thiền sư các thời cực thịnh của Phật giáo lý, trần đã từ khước những quyền lợi, bổng lộc sau những đóng góp to lớn cho đại cuộc để quay về nơi chốn tĩnh mịch mà tu hành, gìn giữ tố chất trượng phu cho đời sau noi theo. Cũng trong bức thư trên, ngài viết, nhưng sống hay chết. Vinh hay nhục, không làm dao động tâm tư của những ai biết sống và chết xứng đáng với phẩm cách của con người, không hổ thẹn với phẩm hạnh cao quý của bậc xuất gia. Những khó khăn chướng ngại của hoàn cảnh bên ngoài còn có cách để giải quyết trong khi sự vô minh tham chấp bên trong mới thật sự là vấn đề nan giải của tất cả những ai là con người hiện hữu trên hành tinh này. Đối mặt với những bước ngặt khủng hoảng đen tối nhất của thể chế cường quyền mà ngài không khuất phục trước những bất công đe dọa, cái chết không còn có nghĩa lý gì đối với ngài thì những thứ còn lại là danh xưng huyễn mộc, là tốt xấu khen chê làm sao ngự trị, cám dỗ được ngài. Tinh thần vô ý uy dũng đó đã nuôi dưỡng chí nguyện tu hành, tiếp nối tổ nghiệp,
ý chí lợi tha mãnh liệt nơi ngài mà đa phần ai cũng sẵn sàng bước sang thuyền bên kia để được thuận buồm xuôi gió, sung túc mọi mặt. Phật pháp bao la rộng mở, duy có những người hữu duyên hữu phước mới bước vào con đường tu tập. Sự hiện thân quý giá sáng ngời giữa cõi đời như Hòa Thượng Tuệ Sĩ đâu phải ai cũng đồng lòng tôn xưng, chân kính, quy hướng, chỉ có những tâm hồn cao thượng, những hành giả sống với giá trị biết ơn mới cảm nhận được sự mầu nhiệm đó. Điều này hiển nhiên là vậy trong thế giới tương quan tục đế này. Đệ tử Phật muốn đền báo ân Phật thì phải đem lời Phật dạy áp dụng vào đời sống tu tập để lợi mình lợi người. Ai là người mang ơn, thọ ơn, quý mến ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ thì nên nỗ lực hoằng truyền chánh pháp, phát huy lan tỏa những tác phẩm, dịch phẩm của ngài và học theo hạnh đại bi, đại trí, đại dũng từ ngài hầu góp phần cho ngôi nhà Phật pháp được trường cửu, hưng long, sáng mãi ở thế gian. Tu viện Bồ Đề, ngày 11 tháng 10 năm 202. Kính lễ ôn Tuệ Sĩ. Giác Anh. Bài viết dâng ôn Tuệ Sĩ của Giác Anh, chùa Pháp Bảo, Sydney. Kính lễ ôn Tuệ Sĩ. Bạch ôn, con là tỳ kheo ni Giác Anh từ thành phố Sydney Nam Bán Cầu. Con đốt đèn, thắp hương cúng tam bảo, cầu nguyện ôn được khỏe mạnh, để còn đủ thời gian ôn đọc được hết tập kỷ yếu này, do chư tôn đức tăng ni và tứ chúng đệ tử gần xa viết tưởng niệm và tri ân công hạnh của ôn. Công hạnh của ôn đối với Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng lớn quá, đứng trước tình hình sức khỏe không tốt của ôn, vị nào cũng lo lắng và cầu nguyện cho ôn. Bạch ôn, con là một trong những đệ tử của Hòa Thượng Bổn Sư chúng con. Sư phụ chúng con pháp hiệu là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, phương trưởng chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu. Bảo đệ của sư phụ chúng con là Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc. Từ mối thâm duyên ấy nên chúng con vẫn gọi Hòa Thượng Như Điển là sư thúc. Cách đây hai hôm sư thúc Như Điển chúng con viết email bảo rằng, ban biên tập của ban báo chí Hội đồng Hoàng Pháp muốn làm một kỷ yếu tri ân đến Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Vì sức khỏe của Hòa Thượng Tuệ Sĩ yếu lắm, chắc không còn bao lâu nữa. Vậy kính nhờ Hòa Thượng, Thượng Tọa Phổ Huân và Sư Cô Giác Anh, nếu được thì mỗi vị viết cho một bài để đăng kỷ yếu thì rất có ý nghĩa. Thời gian cần trong vòng 1 đến 2 tuần lễ, đọc xong email mà tâm bỗng chốc xốn sang, vì biết rằng một ngôi sao sáng của Phật giáo Việt Nam đang dần di chuyển sang hướng khác. Đứng từ địa cầu này, chúng con sắp không còn thấy ngôi sao đó nữa, ngôi sao đó sắp đi rồi. Bạch ôn, thân phụ chúng con là cư sĩ Quảng Hảo, trước năm 1975, ông vẫn còn tu, và là một trong những huynh đệ chúng Huệ Năng Phật Học Viện Huệ Nghiêm thời bấy giờ. Trong thời kỳ khó khăn đó, có khoảng thời gian quý tôn đức học tăng chúng Huệ Năng ra lập lưu học xá Huyền Trang, đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Sài Gòn bây giờ. Những vị lập lưu học xá Huyền Trang thời đó có sư phụ chúng con, Hòa Thượng Như Tín, thân phụ chúng con cư sĩ Quảng Hảo, vài vị tôn đức nữa và quý Phật tử hỷ cúng. Mỗi lần nhắc về ôn thì ba con thường gục gặp đầu, rồi chắt chắt lưỡi, ra chiều rất ngưỡng phục và nói, thầy Tuệ Sĩ là vị thầy tuyệt vời. Năm nay con 47 tuổi, từ hồi con còn nhỏ, tức cũng đã 40 năm về trước rồi, nghe ba nói ôn tuyệt vời, thì biết ôn tuyệt vời, chứ có biết thêm gì đâu. Nhưng chữ tuyệt vời, gắn liền với ôn Tuệ Sĩ theo năm tháng chúng con lớn lên, rồi xuất gia. Rồi tu học và hành đạo nơi miệt dưới này. Bạch ôn, cuộc đời của ôn, hành trạng của ôn và di bảo của ôn để lại cho nền văn hóa Phật giáo Việt Nam không bút mực nào tả hết được. Nhắc đến ôn là nhắc đến hàng loạt những danh xưng và tất cả đều xứng danh với danh xưng ấy. Trong bài viết, dụ ngôn của thầy, thầy Tâm Nhãn kể lại những câu chuyện dụ ngôn của ôn, những câu chuyện đó thật thâm thúy, qua đó chúng con được biết, sự nhận xét của một bậc trí về tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay. Những dụ ngôn đó hay ghê lắm, con xin không copy lại nơi đây, thầy Tâm Nhãn kể lại tuy ngắn thôi nhưng hay quá, thưa ôn. Con chỉ chấn động nhất, là lúc mở đề, thầy Tâm Nhãn viết rằng, kỷ niệm tình thầy trò, với ôn, thì bàng bạc, điều đáng kể là kho kiến thức của thầy, Phật điển, vật lý, khoa học, tâm lý học vân vân, mà ôn truyền dạy, nhưng chẳng học trò nào có thể lãnh hội hết. Mô Phật, ôn ơi, sao trên đời lại có một con người mà kiến thức, kiến văn, tầm nhìn của vị ấy sâu rộng, cao xa đến nỗi mà không một học trò nào theo kịp vậy ôn. Bây giờ, ngẫm nghĩ lại, nếu không có ôn Tuệ Sĩ bằng xương bằng thịt thật, thì cứ tưởng trên đời này, làm gì có một con người nào kỳ vĩ như vậy được. Ôn là một thiền sư mà trong mắt triết gia Phạm Công Thiện từng nói rằng, dù trong cảnh tù ngục đói khổ trăm điều, thiền sư thiên tài Tuệ Sĩ vẫn bất khuất,
và hùng khí vẫn ngùn ngụt cao ngất, như đỉnh Trường Sơn, mà nhà thơ Tuệ Sĩ vẫn chọn đời ngưỡng vọng yêu thương trên những con đường oanh liệt, khai mở cho sự tính quê hương được vượt thoát ra ngoài chế độ hoang phế tàn tạ. Ôn là một thi sĩ đại tài mà những nhà văn nhà thơ như Bùi Giáng, Tâm Nhiên, Vĩnh Hảo, Nguyễn Mộng Giác đều ca ngợi thơ của Ôn, tưởng chừng như khó có một thi sĩ Phật giáo thứ hai trong thời đại này bắt kịp. Ôn biết không, bài thơ Cúng Dường của Ôn viết trong tù, vừa đăng báo hải ngoại, còn nóng hổi, những văn bút chưa kịp tán thán ca ngợi, thì đã có rất nhiều tăng ni nghe qua là chấn động và nhập tâm liền. Thưa Ôn, tuổi trẻ chúng con cạn cợt, đâu có mặn mòi với thơ, vậy mà con cũng thuộc nằm lòng. Cúng Dường. Phụng thử ngục tù phản cúng dường tối thắng tôn thế gian trường huyết hận. Bình bát lệ vô ngôn. Chú Huỳnh Kim Quang dịch nghĩa. Dâng chén cơm tù này. Cúng dường lên đức thế tôn tối thắng. Nghĩ đến thế gian máu lửa hận thù triền miên. Nên vừa bưng chén cơm mà nghẹn ngào đẫm lệ. Bài thơ chấn động cả tâm can. Ổn ở trong tù, có khác gì tất cả chúng sanh cũng đang đau khổ trong ngục tù sinh tử, thưa Ôn. Nói về ngôn ngữ, Ôn Tuệ Sĩ là một nhà đại ngôn ngữ. Hán ngữ của Ôn lầu thông như tiếng Việt, Phạn ngữ, Pali ngữ, Tây Tạng ngữ, Pháp ngữ, Đức ngữ, Nhật ngữ và tất nhiên phải có Anh ngữ. Đối với Ôn, tất cả những ngôn ngữ đó trở thành phương tiện, giúp Ôn dễ dàng dịch kinh, viết luận và hoàn tất công trình chuyển ngữ thanh văn tạng từ Hán ngữ sang Việt ngữ. Công trình này là công trình trên ngàn năm nay, Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có được, bạch Ôn. Công trình này được hoàn tất, đều nhờ vào bi nguyện độ sanh của Ôn. Ôn là một nghệ sĩ tài hoa, đàn piano, đàn violin, đàn guitar, những nhạc cụ này không phải ai cũng có nhân duyên để nghe, để thưởng thức, huống gì nói đến tự mình chơi. Vậy mà Ôn điêu luyện nhiều nhạc cụ khác nhau. Nhưng trên hết, điều kỳ diệu về cuộc đời Ôn là sự bi tráng, uy dũng, bất khuất trước ngàn giông tố. Trước biến cố 1975, hoàn cảnh đất nước chiến tranh, các chùa viện Phật giáo cũng theo vận nước mà thiếu thốn khó khăn, vậy mà Ôn Tuệ Sĩ, bậc thầy vô sư trí, đã vang danh là một triết gia Phật giáo lỗi lạc, một giáo sư đại học, một thi nhân, một thiền gia. Khó có vị nào hiểu về thiền nhiều hơn Ôn tại Việt Nam lúc bấy giờ sau năm 1975, với hơn 20 năm thời gian, Ôn đi làm giấy. Ôn bị bắt đưa đi cải tạo và ngồi tù, nhưng những công trình của Ôn để lại nhiều người khác làm trong nhiều đời cũng chưa chắc đã làm xong. Sự kỳ vĩ và kỳ diệu là ở thời gian. Bạch Ôn, thời gian đâu mà Ôn để lại nhiều bảo vật vậy, Ôn ơi! Chú Nguyên Đạo Văn Công Tuấn viết, trên đời này, nếu chỉ được phép nhắc đến tên một nhà văn hóa Phật giáo Việt Nam thì tên người ấy chắc chắn phải là Tuệ Sĩ. Nếu chỉ được phép viết về một người của thế kỷ này thì nên viết về Tuệ Sĩ. Nếu tôi chỉ phải nêu tên một người bằng tất cả niềm cảm phục và kính trọng thì tôi sẽ nêu tên thầy Tuệ Sĩ. Sư Thúc Như Điển chúng con viết về Ôn như vậy, còn thầy Tuệ Sĩ với mình hạc sương mai, nhưng tư tưởng của thầy thì cao hơn núi Thái và vững hơn bản thạch, sáng giá hơn kim cương, dầu cho thầy có sống ở dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Những bộ kinh như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Duy Ma Cật Sở Thuyết vân vân là những tài liệu, dịch phẩm có giá trị muôn đời về sau này cho Phật giáo cũng như cho dân tộc. Bạch Ôn, nhiều năm trước Ôn có viết bài tưởng niệm về Hòa Thượng Mật Hiền, có đoạn Ôn viết về cổ thụ trong rừng thiền. Đoạn đó Ôn viết hay quá Ôn à. Bây giờ nếu có ai viết tưởng niệm Ôn Tuệ Sĩ, thì chắc chắn Ôn cũng chính là một bậc cổ thụ của rừng thiền Việt Nam thời gian sau Đức Phật 25 thế kỷ này. Và không ai viết về cổ thụ thâm sâu, ý vị hơn Ôn. Rừng già. Vì trong đó có cổ thụ, cây cao, bóng cả sừng sững giữa trời. Từ những mầm non mong manh, rồi chen chúc với cỏ dại, lau lách, năm tháng trồng chất bởi nắng, gió, nhiều khi giông bão. Những cây cối thuộc chủng loại thấp hèn bị đào thải dần, những cây đồng loại nhưng non yếu. Cũng lần hồi bị đào thải, còn lại một mình trơ vơ, đứng thẳng, vươn ngọn lên cao. Khu rừng ấy, thoạt đầu tiên chỉ là đám cỏ dại, chỉ đủ chỗ cho rắn rết bò trườn. Rừng không phải càng lúc càng bành trướng rộng theo chiều ngang dọc. Rừng lớn lên theo tầm vóc của các cây rừng cứng cõi chống lại sức tàn phá của khí hậu, của mưa lũ, cho đến con người. Cho đến lúc, từ những phương rất xa mà có thể trông thấy tàn ngọn của một cây cao. Rừng già, nhưng không cằn cỗi, thưa thớt, cây cao không tiếp sức, cũng không vun bồi, và cũng không cần che chở cho những cây non yếu. Những gì non yếu đã bị gãy đổ, còn lại những gì cứng mạnh, tự mình vươn dậy để trưởng thành những đám cây con dưới bóng cây già. Bấy giờ,
rừng không còn là đám cỏ dại, không còn là tập hợp của những cụm cây con, lùm cây thấp. Rừng già, và rồi là rừng thiêng, là một cõi oai hùng cho sư tử, hay hổ báo, đôi khi còn là chỗ cho các thần linh, thiện cũng có mà ác cũng có. Dù thiện hay ác, trong từng thời điểm nhất định, nơi đó là trú xứ của các tiên nhân, là chốn hành đạo của những bậc xuất thế, từ chốn thâm u làm ánh sáng soi đường cho sinh loại sinh tồn và tiến hóa, soi vào tận những nơi tối tăm, hiểm ác mà mặt trời rực rỡ kia không thể soi đến. Thế nhưng, rừng già, rừng thiêng luôn luôn cũng là hình ảnh đáng kinh sợ cho loài người mà tâm tư vốn thấp kém, bị trùm kín trong ước muốn thấp hèn, bị trói buộc, bưng kín bởi cái thấy, cái nghe thiển cận. Bóng người thấp thoáng đỉnh cao, nhưng, mây dày phủ kín, biết đâu mà tìm. Ôn tuệ sĩ là như vậy đó, tâm ôn cao vút, trí ôn sáng ngời. Dù mây dày phủ kín, nhưng 80 năm qua Phật giáo Việt Nam đã quá may mắn vẫn có ôn. Sau này ôn đi rồi, biết đâu mà tìm một ngôi sao thứ hai, một cổ thụ thứ hai giống như vậy nữa. Ôn còn nhớ 9 câu thơ ôn viết tiễn ni sư Chí Hải không? Cánh chim đã vượt qua vũng lầy sinh tử. Bóng nắng dọi lên dòng huyễn hóa. Thân theo cho tàn bay. Hoa trắng vỡ trên đại dương sóng cả. Sao trời chợt tắt giữa lòng tay sương còn đọng trên đầu cây lá đến rồi đi nước lửng vơi đầy heo hút bờ hoang ảnh giả người sống mỏi mòn trong nhớ tiếc không khuây. Quảng Hương già Lam Phật lịch 2547 Quý Mùi, tháng 11, 15 tuệ sĩ, dạ vâng, thưa ôn, mai kia ôn về với chốn cũ của ôn. Mai kia khi ôn về với cõi vô sanh, thì tất cả chúng con ở lại sẽ nhớ tiếc không khuây. Sẽ nhớ về ôn với niềm hãnh diện về một nhân vật Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Chúng con sẽ hãnh diện về ôn, sẽ thắp hương bạch Phật, thưa với Phật rằng, sáu Đức Phật ra đời hơn 25 thế kỷ, có một vị đệ tử Phật, mang hình hài tăng già Phật giáo Việt Nam, là viên ngọc báu mang tên Tuệ Sĩ, một bậc kỳ tài siêu xuất. Ôn Tuệ Sĩ cho chúng con niềm tin Bồ Tát Phổ Hiền là có thật. Nhiều hạnh nguyện viên mãn trong một con người là có thật. Bồ Tát Phổ Hiền mang tên Đại Hạnh vì Ngài có 10 đức hạnh vẹn toàn cùng một lúc. Ôn Tuệ Sĩ là ngôi sao sáng, là viên ngọc quý, là đại hùng, đại hạnh, là có thật. Vì trong con người ôn, có quá nhiều điều tuyệt vời cùng một lúc. Ôn ơi, chúng con thành kính đảnh lễ ôn. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thiền Lâm Pháp Bảo, vùng Wallacea, Sydney. Giác Anh. Tủ sách Áo Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 2. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào tập 3.